Dạ, xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Trước màn hình của cô chú anh chị các bạn, đây là những hình ảnh của chợ ga của xã Vĩnh Thạnh ngày nay quý vị. Trong video ngày hôm nay, em xin gửi đến cô chú anh chị các bạn một số hình ảnh của đường phố cũng như cập nhật tình hình cuộc sống của Nha Trang vào buổi sáng. Giờ này cũng tầm 8 giờ hơn rồi, 8 giờ sáng. Và ngày hôm nay là ngày 5 tháng 1 năm 2022. Chúng hình của quý vị đó là ngã ba chợ ga, hay còn gọi là ngã ba cây số 5. Ngay vị trí này rẽ bên tay phải thì hướng đi lên quốc lộ, lên Diên Khánh. Rẽ bên tay trái thì cô chú chị bạn sẽ đi xuống trung tâm của thành phố Nha Trang. Giao cho con đường 23 tháng 10 và con đường trung tâm xã. Dạ, và trước hình của cô chú anh chị các bạn, đây là những hình ảnh của con đường 23 tháng 10 hướng đi xuống trung tâm của thành phố. Chạy hết con đường này sẽ là giao ngay vị trí của Mão Vòng đó này. Đoạn này gọi là cây số 5, có nghĩa là sẽ cách thành phố 5 cây. Từ trung tâm của thành phố đi lên trên đây là 5 cây. Dạ, kính thưa cô chú chị bạn, thời tiết Nha Trang vào sáng hôm nay giờ này nắng rất là đẹp quý vị. Ngày hôm qua là mới sáng sớm là tầm 3-4 giờ sáng là trời đã mưa rồi, mưa tới giờ này luôn. Và sáng hôm nay thời tiết lại khác, sáng nay là trời lại đẹp. Nói chung là thời tiết Nha Trang là bất thường lắm quý vị. Lúc mưa lúc nắng à, không có biết được. Bây giờ cũng trời cũng có những đám mây đen. Nhiều lúc bây giờ nắng dày dây tí nữa là tự nhiên mây nó kéo tới, âm u rồi bắt đầu nó mưa cũng có nữa. Và khí hậu Nha Trang sáng hôm nay có vẻ giống như là không khí lạnh nó tràn vào rồi. Sáng sớm là trời rất là lạnh. Lạnh và cảm giác như là cái độ ẩm nó khô hơn. Thời tiết vào giống như là vào mùa đông ấy. Cảm giác nó khô, thanh. Độ ẩm thiếu độ ẩm. Trời nắng đẹp và gió lạnh lạnh, đúng cái chất của cảm giác mùa đông rồi. Giờ này là nắng là cảm giác đi vì trời là nắng là ấm chứ không phải là nắng nóng nữa. Em sẽ trong video hôm nay em sẽ lưu thông trên con đường này, đồng thời em sẽ đi lên cây cầu vượt Ngọc Hiệp cũng như là nút giao thông Ngọc Hội cho cô chú chị bạn xem. Hiện tại thì hướng từ Diên Khánh, hướng này em đang đi nè, từ trên Diên Khánh đi về trung tâm thành phố thì lúc trước là đi trên cây cầu vượt quý vị, đi phía dưới chân cầu vượt, và bây giờ là phía dưới chân cầu vượt là họ chặn lại rồi, xe chỉ lưu thông lên trên cầu vượt thôi. Là lưu thông trên nhánh số 3 qua nhánh số 2 đi con đường Quỳnh Đại Hai và rẽ qua khu đô thị Lê Hồng Phong, khu Hà Quang các vị, khu đô thị Hà Quang, và có thể qua con đường Tố Hữu để mà hướng đi về trung tâm lại thành phố Nha Trang, chứ không có thể nào đi ở phía dưới chân cầu vượt và lưu thông trên con đường 23 tháng 10 chạy thẳng xuống Mão Vòng được nữa. Chúng hình quý vị là cây cầu Dứa, đây là tuyến xe buýt số 2 này, tuyến đi Bắc Hồng Ông và trạm xe buýt Thành và ngược lại. Bên kia là tuyến số 6 đang đi lên Lương Sơn đi bến xe phía Nam và ngược lại.
biết Phương Trang thì họ hoạt động cũng mấy tháng nay rồi, nhưng mà cái lượng khách cũng còn ít lắm này, đa số người dân đi xe cá nhân. Xe buýt chủ yếu ví dụ đi tuyến đường dài rồi thì người dân đi nhiều. Ngoài xe buýt Phương Trang ra thì ở Nha Trang có xe buýt hãng xe buýt Viết Thắng. Hãng xe buýt Viết Thắng là hãng xe buýt chạy Nha Trang đi Ninh Hòa cũng như là đi Phú Yên, đi Quảng Ninh. Trung hình với vậy là đi phía dưới chân cầu vượt là bị chặn hết lại rồi nè, không thể lưu thông tiếp được. Bây giờ thì có thể chạy lên trên cây cầu vượt. Và đây là những hình ảnh của cây cầu vượt Ngọc Hiệp cũng như là nút giao thông Ngọc Hội. Nhánh này là nhánh số 3 vậy, hướng từ Diên Khánh đi xuống. Nếu như mà nhánh số 1 mà thi công xong thì nhánh số 3 này sẽ kết nối với nhánh số 1, hướng đi thẳng xuống trung tâm của thành phố luôn và ngược lại. Ngay chỗ này là cái điểm tiếp giáp nối giữa nhánh số 2 và nhánh số 3, và em đi qua đây là nó thuộc nhánh số 2. Nhánh số 2 là nhánh đi hướng qua con đường Vành Đai 2 vậy, bây giờ là con đường Võ Văn Kiệt. Đoạn này bên tay phải của chú các bạn là khu đô thị VCN Phước Hải, nằm bên mé của bên này của con đường 3 tháng 10, hướng từ Diên Khánh đi xuống. Quý vị mà đi Diên Khánh xuống Nha Trang thì đi thẳng theo hướng này, có thể rẽ qua khu đô thị Lê Hồng Phong bên tay trái, và đi thẳng nữa thì có thể rẽ qua bên con đường Tố Hữu, hướng ra giao lại với đường Lê Hồng Phong. Con đường Vành Đai 2 này nó chạy dọc sông Quảng Trường rất đẹp vậy. Ngày nay là con đường Võ Văn Kiệt. Ngay chỗ này có một cái cua này. Cua này mình sẽ đi phía xuống dưới để mà đi qua khu đô thị đi xem Phước Hải. Đây là những hình ảnh phía dưới của cái chân cầu vượt. Nhánh này là nhánh số 2 nè mình. Còn này là con đường NB6, NB7.
vẫn còn lô đất trống chưa có nhà. Trước màn hình quý vị là con sông Quán Trường, còn con đường này nó chạy dọc sông Quán Trường. Phía từ xa kia là cái cầu sắt. Đây xe lửa sẽ chạy ngang qua đây quý vị. Con đường chỗ này nó chưa có thông rồi. Phía dưới của cầu vượt ngõ nào để đi qua ta. Ủa em đi muốn đi vô trong này đi ngõ nào được anh? Hả? Đi đâu? Bây giờ đó đường đến kia đâu đang nằm giáp sao giờ. Cái này bây giờ đi cho thôi. Nhà này nó chỉ đi từ Khánh về Nha Trang thôi. Nhưng mà nhà ở trong này sao đi ngõ nào? Nhà này á. Hả? Nếu mà biết thì đi vào miền Trung này, bắt đầu đi ngược chiều đến xíu đi quanh ngược lại được. Không đường đấy nó vẫn hé thôi, hé thôi, đi xe đi, không đường đi. Nó cứ chặn một cái đoạn mà đang cái một ai, nó cứ chặn trở đấy là không đường đi. Cái này phải sao ta đi xe cái đoạn đường này chứ, đúng không? Đấy, nếu mà người nào biết đường thì ta đi thấy là cái đường này là một đường như vòng đường lại thì tới. Đúng rồi, nó vô lại trong cái ra đường này này. Chứ còn nếu không biết thì lại đi ra đường nếu con lại đi ngược ngược đi 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 này này báo đó con nhỏ nó báo nó hỏi anh á cái này nó giống như tình gì bác con nhỏ chạy từ kia dạ chắc nhỏ chạy xuống kia báo dừng vô đây nè hỏi con bác con nhỏ nãy cái xin quay xin đó xin đỡ không còn nó nói giờ trốn giờ con đi vô cái nhà con này bây giờ con mới biết cái đường đừng vô được đi từ kia đấy chứ đường thì nó không cho đi đâu không đi được hả. Vậy là mấy cái nhà ở đây là họ phải đi ngược đoạn bên Vĩnh Trung Trung bên kia qua. Đúng không? Anh phải đi ra đường để con đi ngược về. Đấy, nó phải đấy. Còn cái chỗ cái cổng mà đi chém vô lại. Còn nếu mà là xong mà đi đường nếu mà ở mình ra ở ngoài thôi nó mấy con thanh tra đuổi lên cầu ấy thì mình rẽ vào cái Vĩnh Trung. Rẽ vô mé luôn. Rồi, cảm ơn anh nha. Con chú bò đó đường này chưa có thông được vậy chưa có đi được giờ phải đi vòng lại ngay vị trí dưới chân cầu này mai mốt sẽ có con đường này đâm thẳng qua đi thẳng qua bên khu đô thị đi thẳng qua khu đô thị Lê Hồng Phong luôn đấy. Những cái nhà mà nằm ở phía bên trong của chân cầu vượt đang thi công bị chặn lại đó hơi bất tiện đóng cọc à.
khu đô thị này là xây đều là đóng cọc hết đó rồi, đóng cọc rồi nó còn xuống móng rồi. Chụp hình của cô chú chị bạn này là những hình ảnh của khu đô thị Hà Quang, khu đô thị Lê Hồng Phong 2. Số 2C giao với đường số 13. Con đường số 13 này là con đường chính của đô thị Lê Hồng 2 cũng như là con đường số 4. Thì bây giờ con đường số 4 là nó cái tên là Thích Vạn Đức rồi. Này là đường Thích Vạn Đức giao với đường số 13, và con đường số 4 là lúc trước cũng là con đường chính chuyên kinh doanh buôn bán, và con đường số 13 này bên đường là trồng cây muồng, mùa này muồng ra lá xanh tốt, độ bóng xuống lá thôi. Con đường số 13 này trước thời điểm mà dịch đó, chưa có dịch xảy ra thì cũng kinh doanh quán ăn rồi cà phê rồi nhà nghỉ cũng nhiều lắm, nhưng mà từ khi ảnh hưởng dịch tới nay là khu vực này nó vắng dân buôn bán hay vắng. Tại vì đoạn này thì nó cũng gọi là nó nằm ở phía bên rìa của thành phố, cho nên là khách du lịch nó cũng ít, họ cũng ít đi qua bên đây, nó hơi bị ngược hướng đó. Khách nội địa thì chắc chắn là không qua đây rồi. Tại có lúc trước là có khách Trung Quốc, khách Nga rồi thì họ còn qua đây. Chỗ này là đường số 7 giao với đường số 13, khu đô thị Lê Hồng Phong 2. Này là giao giữa đường số 13, đường số đó đường Đồng Nai bên tay phải của chú chị bạn, và giao với con đường Lê Hồng Phong. Khi xưa Lê Hồng Phong là tỉnh Đồng Bốn, trước thời điểm đó nữa là con đường Lê Gia. Cái chỗ này là cái vòng xoay nó rất là hẹp này, và nó giao rất là nhiều những con đường, cho nên là hay bị kẹt xe. Còn một chiếc ô tô quay đầu là nó kẹt hơn. Hướng này đường lên phòng em đi là ra giao lại với vòng xe mở vòng của mình, đi ngang qua đường ray xe lửa như có thể giao với đường 3 tháng 10. Ở đây là đường ray xe lửa nữa. Bên tay phải là hướng mà tàu vào ga Nha Trang. Chúc hình quý vị là vòng xoay Mão Vòng.
Và đây là những hình ảnh của con đường 23 tháng 10. Hướng này của đường 23 tháng 10 là hướng đi lên trung tâm, lên Diên Khánh rồi, lên quốc lộ. Dạ. Đoạn này thì gần với chùa Long Sơn, một khu vực phường Phương Sơn của thành phố Nha Trang ngày nay. Ngay vị trí này đi lên thành là khoảng 9 cây số nữa. Ngay ngã ba thành đây. Lên ngã ba thành, lên thành Diên Khánh. Đoạn này là đường chuyển xuống giao với 3 tháng 10. Trước mình quý vị đó là cây cầu Chợ Mới. Đoạn này thì công nhân họ cũng đang gấp rút thi công dọn dẹp mặt bằng để mà chuẩn bị thi công cái nhánh số 1. Nhánh số 1 là nhánh hướng ở dưới trung tâm thành phố đi lên quốc lộ trên tuyến đường 3 tháng 10. Và anh Cá Lâm Thợ Điện anh cũng đang thi công hết các đường lưới điện. Dọn dẹp hệ thống lưới điện để mà thi công nhánh số 1. Đây vị trí này là ngã ba của đường Lương Đình Cổ và đường 3 tháng 10 rồi. Nhánh số 1 là bên tay phải, ở tay trái của chú như bạn. Hiện tại thì các cái trụ họ đã thi công xong rồi. Bây giờ chỉ việc đổ dầm lên nữa là xong cái nhánh số 1 này. Và sẽ kết nối qua cái nhánh số 2. Kết nối qua nhánh số 2 và nhánh số 3 để mà đi hướng đi lên Diên Khánh này. Thì dự kiến cái nhánh số 1 này phải đó sẽ hoàn thiện xong trước Tết năm 2023. Đang chặn để mà họ thi công cái họ thi công họ gỡ dàn giáo nữa mình. Bây giờ xe mà hướng từ dưới trung tâm phố đi lên thì vẫn đi mé trên con đường 3 tháng 10 và chạy qua khu đô thị Lê Hồng Phong. Các anh giao thông mình đứng rất là đông để mà điều hướng giao thông.
đường này là con đường V1, lúc trước là V1, bây giờ nó đổi tên nữa này. Giờ đổi tên là con đường Đàm Văn Trung, cái góc này là Trần Hữu Duyệt giao với Đàm Văn Trung. Ra ngày đây quý vị, để bên tay phải thì sẽ đi lên Thành, lên Diên Khánh, lên quốc lộ. Để bên tay trái thì hướng đi tiếp lên cây cầu vượt. Tí này là cái đoạn đi phía dưới cầu vượt, bây giờ họ đã chặn rồi quý vị. Cây cầu vượt và đi lên lên trên cây cầu vượt. Dạ. Rồi, thôi em xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị bạn đã xem video nhé. Rồi em xin kính chào cô chú anh chị bạn.